Chương 4: Chim thiên nga trúng tên. Ngày hôm sau, Cát Tường thả trâu bên bờ sông và bắt đầu cắt cỏ ngay từ buổi sáng. Đến trưa thì nó đã cắt cỏ xong và nhét đầy cứng hai cái giỏ. Để gánh cỏ bên này xong, Cát Tường lùa trâu sang bên kia sông. Bên kia sông chỉ có rừng mà không có ruộng lúa. Thành ra Cát Tường thường cho trâu ăn bên ấy để có chút thời giờ ngã lưng trên đám cỏ non bên bờ sông gió mát. Nó chỉ đem theo cái liềm vì chiếc liềm đối với nó rất quý giá, vì đó là phương tiện sinh sống của nó. Qua bên kia sông, Cát Tường dỡ nắm cơm mà Ba La đã gói cho nó từ hồi sáng trong một tờ lá chuối. Nó định bốc cơm ăn thì nó nhớ đến vị sa môn trong rừng. Nó nhớ đến Siddhartha. Mình có thể đem cơm này chia sẻ với người ấy. Người ấy chắc là sẽ không chê cơm của mình là hèn mọn đâu. Nghĩ như thế, Cát Tường gói nắm cơm trở lại. Nó lùa đàn trâu về ăn phía cửa rừng. Rồi nó theo lối cũ, tìm về chốn gặp gỡ chiều qua. Từ xa, nó đã thấy dáng của Siddhartha ngồi dưới gốc cây đại thọ Bipala. Nhưng Siddhartha không ngồi một mình. Trước mặt Siddhartha còn có một người khác. Đó là một cô bé trạc tuổi Cát Tường, ăn mặc rất tươm tất. Cô bé vẫn sari màu trắng, đang ngồi nhìn Cát Tường ăn cơm. Cát Tường dừng lại, nhưng Cát Tường đã ngẩng lên và đã trông thấy Cát Tường. Cát Tường! Người ấy vừa gọi, vừa đưa tay vẫy ra hiệu cho nó lại gần. Cô bé cũng nhìn ra. Cát Tường nhận ra cô bé này. Nó chưa biết tên cô bé, nhưng đã gặp cô bé một vài lần trên đường làng. Cát Tường bước tới gần. Cô bé ngồi xích ra một bên. Siddhartha chỉ một chỗ ngồi trước mặt và ra hiệu cho Cát Tường ngồi xuống. Trước mặt Siddhartha có một mảnh lá chuối tươi. Trên mảnh lá chuối tươi là một nắm cơm và một ít muối mè. Cát Tường chỉ mới bẻ nắm cơm ra làm hai, chứ chưa bắt đầu ăn. Em ăn cơm chưa? Siddhartha nhìn Cát Tường. Thưa chú, con chưa ăn. Vậy chúng ta cùng ăn cơm với nhau cho vui được không? Nói xong, Siddhartha trao cho Cát Tường một nắm cơm. Cát Tường cung kính chắp tay nhưng không nhận. Nó đưa nắm cơm của nó ra. Con cũng có đem cơm theo đây. Rồi nó mở gói cơm. Cơm của Cát Tường là cơm gạo đỏ, không trắng trẻo như cơm của Siddhartha. Với lại, nó không có muối mè, nó chỉ có vài hạt muối trắng. Siddhartha mỉm cười nhìn hai đứa trẻ. Vậy chúng ta gom lại và cùng ăn chung được không? Nói xong, Siddhartha lấy một nửa nắm cơm hẩm của Cát Tường và ăn ngon lành. Cát Tường hơi bỡ ngỡ, nhưng thấy Siddhartha ăn cơm rất tự nhiên, nó cũng đưa cơm lên ăn. Cơm của chú dẻo, mềm và thơm lắm, nó nói. Đó là cơm của Sujata đem cho. Siddhartha vừa nói vừa nhìn cô bé. À, thì ra cô bé này tên là Sujata. Cát Tường nhìn kỹ lại, cô bé này lớn hơn mình, có lẽ lớn hơn 1 hoặc 2 tuổi. Hai mắt cô ta to đen lay lấy. Cát Tường ngừng nhai, nói: Em có gặp chị một vài lần trên đường. Em không biết chị tên Sujata. Sujata nói:
chị là con gái ông Hương cả làng, Uruvela, còn em, có phải em là Cát Tường không? Thầy Siddhartha vừa kể chuyện em cho chị nghe xong. Này Cát Tường, em đừng kêu thầy Siddhartha là chú nữa. Thầy là Sa Môn mà, mình kêu thầy bằng thầy thì đúng hơn. Dạ. Siddhartha ngừng nhai, nhìn hai đứa trẻ, mỉm cười. Như vậy là ta khỏi giới thiệu hai con với nhau. Này các con, thầy thường ăn cơm trong im lặng. Những hạt cơm và những hạt mè mà các con đem đến quý giá vô cùng. Ta muốn ăn cơm im lặng để thấy được giá trị của những hạt ấy, Sujata. Chắc con ít có dịp được ăn cơm gạo đỏ. Có thể là con đã ăn cơm rồi, nhưng con nên ăn một miếng cơm gạo đỏ của Cát Tường đem đến. Ngon lắm đó con. Bây giờ chúng ta nên im lặng mà ăn. Ăn bữa cơm, thầy sẽ nói chuyện cho hai con nghe. Siddhartha bẻ một miếng cơm từ nắm cơm của Cát Tường và trao cho Sujata. Cô bé chắp tay thành búp sen, kính cẩn nhận lấy. Ba người lặng lẽ ngồi ăn cơm trong cảnh rừng trưa u tịch. Sau khi cơm và muối mè đã hết, Sujata thu lượm các mảnh lá chuối lại. Cô lấy bình nước trong để bên cạnh, rót vào một cái bát bằng đá duy nhất mà cô đem theo và dâng lên. Siddhartha tiếp nhận bát nước và trịnh trọng đưa mời Cát Tường. Cát Tường vội nói, con xin mời chú, à quên, mời thầy uống trước. Siddhartha nhìn nó, ôn tồn nói, con uống trước, thầy muốn con uống trước. Và ông nâng bát lên bằng cả hai tay. Cát Tường hơi luống cuống nhưng không còn cách nào từ chối. Nó chắp tay lại, đón lấy bát nước và đưa lên uống một mạch cạn chén, rồi trao bát lại cho Siddhartha cũng bằng hai tay. Siddhartha chìa bát ra để Sujata rót bát thứ hai. Khi bát nước đã đầy, ông nâng lên với dáng điệu cung kính và thong thả, uống từng ngụm nhỏ. Uống xong bát nước, Siddhartha lại chìa bát ra để Sujata rót cho bát thứ ba. Bát này Siddhartha đưa lên mời Sujata. Sujata đặt bình nước xuống trước mặt. Cô chắp hai tay và nhận lấy bát nước. Hồi nãy đến giờ, mắt Sujata không ngừng quan sát hai người. Bây giờ, cô mới nâng bát nước lên và uống từng ngụm nhỏ giống như Siddhartha vừa uống. Sujata ý thức rằng đây là lần đầu tiên cô đã uống nước từ một cái bát mà một người thuộc hạng ngoại cấp đã uống. Siddhartha là thầy mình, ông đã uống thì tại sao mình lại không uống? Tuy nhiên, cô bé không hề có cảm tưởng mình bị ô nhiễm. Bất giác, cô đưa tay trái của cô ra và sờ vào đầu tóc của cậu bé chăn trâu ngồi bên cạnh. Cử chỉ rất bất ngờ khiến cho Cát Tường không tránh kịp. Sujata đã chạm được vào đầu Cát Tường. Tay phải cô bé vẫn còn nâng bát nước. Sujata thu tay trái lại. Với hai tay, cô nâng bát lên và uống hết nước trong chiếc bát. Cuối cùng, cô bưng bát đặt xuống gốc cây và nhìn hai người mỉm cười. Siddhartha gật đầu. Các con đã hiểu được lời ta nói. Con người sinh ra không có giai cấp. Nước mắt của người nào cũng mặn, máu của người nào cũng đỏ. Chia người ra thành giai cấp
để mà kỳ thị lẫn nhau. Đó là một điều sai lầm. Thầy đã thấy được điều đó trong khi thầy thiền quán. Sujata trang nghiêm: chúng con là học trò của thầy và chúng con tin lời thầy dạy. Nhưng ở đời hình như không có ai nghĩ như thầy hết. Ai cũng tin rằng những người Sudara và những người ngoại cấp đã được sinh ra từ bàn chân của Chúa Trời Phạm Thiên. Kinh điển cũng nói như vậy, có ai dám nghĩ khác hơn đâu. Thầy biết, nhưng sự thật là sự thật, dù không có ai tin theo. Một điều sai lầm mà được hàng triệu người tin theo thì cũng là một điều sai lầm. Các con phải có thật nhiều can đảm mới có thể sống theo sự thật. Để thầy kể cho các con nghe câu chuyện này. Hồi đó, thầy mới có 9 tuổi. Một hôm, thầy đang chơi thơ thẩn một mình ở trong vườn thì có một con chim thiên nga từ trên trời rơi xuống ngay trước mặt thầy. Con chim có vẻ đau đớn lắm, nó quằn quại trên mặt đất. Thầy chạy tới ôm nó lên và thấy có một mũi tên cắm sâu vào cánh nó. Thầy cầm mũi tên trong tay, ngậm miệng lại và rút mạnh mũi tên ra. Con chim run bắn lên và máu rỉ ra ướt đỏ cả cánh chim. Thầy vội lấy ngón tay cái ấn lên trên vết thương cho máu ngưng chảy. Ôm con chim trong tay, thầy chạy vào nhà trong đi tìm cô cung nữ Sudari. Thầy nhờ cô đi hái một nắm lá dâu nhai nhỏ và rịn lên vết thương của con chim. Con chim run rẩy, hình như nó bị lạnh. Thầy cởi áo lông cừu ra, bọc chim vào cho chim ấm và đặt chim gần lò sưởi ngự. Siddhartha ngưng lại, nhìn Cát Tường. Cát Tường, ta chưa nói cho con biết là hồi đó ta là Hoàng Thái Tử, con vua Suddhodana ở thành Kapilavastu. Điều này Sujata đã biết rồi. Thầy đang định đi kiếm cơm nguội cho chim ăn thì Devadatta đẩy cửa chạy vào. Devadatta là em chú bác của ta. Hồi đó 8 tuổi, tay Devadatta còn cầm cung và tên. Devadatta hỏi, Siddhartha, anh có thấy một con chim trắng rơi xuống đây hay không? Ta chưa kịp trả lời thì Devadatta đã nhìn thấy con chim để gần lò sưởi ngự. Nó định chạy tới giành lấy con chim. Ta vội ngăn nó lại. Em không được lấy con chim này là của anh. Devadatta không chịu. Con chim ấy là của em, chính em bắn nó rơi xuống. Lúc đó ta đứng chận trước mặt. Devadatta cương quyết không cho nó rờ tới con chim. Ta nói, con chim này bị thương, anh cứu nó, anh che chở cho nó. Nó cần anh, chứ nó không cần em. Devadatta là một đứa em cũng cứng đầu lắm. Nó chưa chịu thua đâu. Nó lại là một đứa trẻ thông minh. Nó lý luận, này nhé, anh nghe đây, con chim này khi nó còn bay lên trời thì nó không thuộc về ai. Em bắn nó rơi xuống thì lý đương nhiên nó thuộc về em. Nghe nói như thế, thầy tức lắm. Lý luận của nó có vẻ vững chãi, đanh thép, nhưng thầy thấy có một cái gì sai sai ở trong ấy mà không biết đích xác là sai ở chỗ nào. Thầy thấy nghẹn cả họng và rất muốn thụi cho nó một cái thật mạnh vào vai. Nhưng thầy đã không làm như thế. Thầy cũng không biết tại sao. Bỗng nhiên, thầy tìm thấy được cách trả lời Devadatta
Thầy nói: "Em cũng nghe anh nói đây. Thói thường những kẻ yêu thương nhau mới ở chung với nhau, còn những kẻ ghét bỏ nhau thì không bao giờ sống chung với nhau. Em có ý giữ muốn bán con chim. Như vậy, em và con chim là những kẻ thù, ghét nhau. Làm sao con chim có thể ở chung với em được? Trong khi đó, anh cứu con chim. Anh rịn vết thương cho nó. Anh sưởi ấm cho nó. Và anh đang đi tìm thức ăn cho nó. Vậy thì anh và con chim là những kẻ biết yêu thương nhau. Anh và con chim có thể ở chung với nhau. Như anh đã nói, con chim nó cần anh, chứ nó không cần em." Sujata vỗ hai tay với nhau, kêu đốp đốp: "Thầy nói đúng lắm, thầy nói đúng lắm." Siddhartha quay sang nhìn Cát Tường: "Còn con thấy lý luận của thầy thế nào?" Cát Tường ngẫm nghĩ, một lát sau nó nói: Con cũng thấy thầy có lý, nhưng con nghĩ rằng ở đời ít ai chịu chấp nhận cái lý ấy. Phần đông người ta theo cái lý luận của Devadatta hơn." Siddhartha gật đầu: "Con nói đúng. Người đời phần lớn đều hùa theo lý luận của Devadatta. Để thầy kể tiếp cho các con nghe. Cuộc tranh chấp giữa thầy và Devadatta không đi đến đâu. Vì vậy sau đó được đưa ra giữa những người lớn. Hôm đó có buổi họp trong triều. Thầy thì ôm con chim, còn Devadatta thì ôm cung tên. Cả hai chạy ù vào các quan phán xử. Lúc ấy phụ vương của thầy đang ngồi ở giữa buổi chầu. Cuộc đàm luận việc nước phải được tạm ngừng lại. Các quan nghe xong lý luận của Devadatta thì nghe đến lý luận của thầy. Họ bàn tán phân vân rất lâu và chẳng đi đến kết quả gì cả. Số người theo Devadatta rất đông. Giữa lúc ấy thì phụ vương của thầy ngứa cổ. Ông ho lên mấy tiếng, lập tức các quan đều im lặng. Ai cũng nhìn vua và sau đó buồn cười chưa? Mọi người đều nghĩ lý luận của thầy đúng hơn và nên giao con chim cho thầy giữ. Devadatta tức lắm: "Thầy được con chim nhưng cũng không thấy vui mấy, bởi vì tuy còn nhỏ tuổi, thầy cũng dư sức để biết rằng sự thắng cuộc của thầy không được vẻ vang. Người ta vì nể phụ vương thầy mà cho thầy thắng cuộc, chứ không phải vì họ thấy lý luận của thầy là đúng." "Buồn quá thầy nhỉ?" Sujata buột miệng. "Buồn thật, nhưng lúc đó nghĩ đến sự an toàn của con chim, thầy cũng cảm thấy được an ủi ít nhiều. Nếu không thì con chim đã bị đưa xuống bếp để làm thịt rồi. Ở đời ít người biết nhìn bằng con mắt thương yêu. Vì vậy họ ác độc với nhau, họ không tha thứ cho nhau. Hồi ấy tuy mới có 9 tuổi, thầy đã thấy được điều đó. Những kẻ yếu đuối và đứng ở cô thế thường thường là dễ bị bắt nạt và làm hại. Lý luận của thầy hồi đó, bây giờ thầy vẫn thấy có giá trị. Đó là lý luận của tình yêu thương và sự hiểu biết. Đó là sự thật có thể làm vơi bớt nỗi khổ của mọi loài. Dù số đông không công nhận thì đó vẫn là sự thật. Cho nên thầy đã dặn các con phải có thật nhiều can đảm mới có thể đứng về phía sự thật mà bảo vệ sự thật. "Còn con chim sau đó nó sao hả thầy?" Sujata hỏi. "Thầy nuôi con chim được 4 ngày. Khi vết thương nơi cánh của nó đã lành hẳn
thì thầy thả nó ra. Thầy đã dặn nó bay thật xa để đừng bị Devadatta bắn rơi một lần nữa. Siddhartha nhìn hai đứa trẻ ngồi trước mặt mình. Cả hai đứa đang ngồi trầm ngâm, không nói năng gì. Ông lên tiếng: Sujata, đã đến lúc con phải về nhà kẻo mẹ con đợi. Cát Tường, con đi chăm sóc đàn trâu của con đi. Và nếu chưa cắt đủ cỏ thì con hãy cắt. Ôm cỏ mà con cho thầy hôm qua, thầy đã trải làm nệm ngồi, tốt lắm. Đêm qua và sáng hôm nay, thầy ngồi thiền rất thành công và thầy đã đạt tới nhiều cái thấy quan trọng. Công đức của con không phải là nhỏ. Chừng nào thầy đạt được đạo quả viên mãn, thầy sẽ đem dạy cho các con. Đến giờ thầy thiền tọa rồi. Cát Tường nhìn xuống, quả thật ôm cỏ đã được Siddhartha trải làm nệm ngồi. Các lá cỏ đã cuốn tròn lại, nhưng chắc chắn là cỏ còn mềm. Cậu bé nghĩ là cứ ba hôm một lần, cậu có thể dâng cho thầy một ôm cỏ mới. Cậu đứng dậy cùng với Sujata. Cậu chắp tay vái chào Siddhartha. Sujata về nhà, còn Cát Tường thì lùa trâu về lại bờ sông cho trâu ăn cỏ. Chương 4. Chim Thiên Nga trúng tên. Tác giả Thích Nhất Hạnh trong tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng.